bắt đầu tập 353 nhà. Thông đạo mở ra, thẳng tắp đứng thẳng. Hơn nữa lối đi bốn phía càng là lập lòe không gian ba động, chấn động bốn phía, bạch. Ngay tại bọn hắn không ngừng hạ xuống xong, bốn phía bỗng nhiên sáng lên, có thể thấy rất rõ cảnh sắc chung quanh. Ngẩng đầu hướng lên là có thể nhìn thấy bọn hắn mới vừa rồi là từ ngày đó không cự thành đáy rơi ra đến. Chỉ là kia đáy cũng không có bất luận cái gì khe hở vết nứt, nhưng bọn họ nhưng từ trong đó rơi xuống tuột xuống mọi người bốn phía đều là lơ lưỡng từng khối đá lớn. Lúc trước đến trước bầu trời cự thành thì không cảm thấy, quan sát khoảng cách gần lại có thể nhìn thấy những này đá lớn đầu không nhỏ, mỗi cái giống như là một cái đảo lớn. Phía trên cũng khắc rõ trận pháp đường vân, thu nạp linh khí xung quanh biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơn nữa chấn động linh khí dao động. Tiếng kêu to truyền đến. Phương xa bỗng nhiên có phi cầm mà đến, nhưng chúng nó xuyên qua khu vực này thời điểm, thân hình tựa hồ có hơi vặn vẹo, rất nhanh là lướt qua, giống như là có vật gì, có lực lượng gì, đem bọn hắn trực tiếp đưa qua. Kèm theo bọn hắn rơi xuống, dưới chân kia che lấp tuyết trắng trắng ngần đỉnh núi, cũng là không ngừng tiếp cận. Phù phù, đoàn người, phảng phất như là lạc thủy một dạng, nhập vào rồi đỉnh núi mặt ngoài. Trên đỉnh ngọn núi, giống như là nước gợn dập dờn, nổi lên từng gợn sóng, đem tiêu thiên đám người bọn họ nuốt mất vào trong. Bước vào phía dưới cự sơn trong lòng núi, bọn hắn thuận theo thông đạo lần nữa không ngừng rơi xuống, cũng không biết bao lâu sau đó, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt đi tới một nơi rộng rãi sáng ngời không gian to lớn không gian phảng phất như là một cái cầu thấp bên trong đích chính trung ương lơ lửng một cái hình vuông màu vàng kim loại hình thể đang chậm rãi xoay tròn phía trên màu vàng khắc họa đường vân liên tục không ngừng thu nạp bốn phía linh khí hơn nữa hướng phía phía trước một cái thâm thúy trong cái khe không gian đánh vào năng lượng tựa hồ đang vững chắc đến cái gì trừ chỗ đó ra vô cùng to lớn hình cầu thất bên trong rỗng không giữa lập loè chẳng chịt hư điểm sáng màu trắng như ẩn như hiện khi thì sẽ có chút ít này yếu huỳnh quang chậm rãi dập tắt cũng sẽ có hư màu trắng quang mang nổi lên vòng đi vòng lại đi tới nơi này lâm thủ thành ngẩng đầu nhìn vùng trời lơ lững màu vàng mới thể thân sắc u buồn trên mặt có đạo không rõ nói không rõ cảm thụ hắn chấp hai tay sau lưng yên lặng nhìn đến phía trên trầm giọng nói chúng ta đã đến lâm bát vân đồng dạng là đi đến phụ thân bên cạnh ngẩng đầu nhìn kia phía trên màu vàng mới thể hắn có thể nhìn thấy phía trên khắc họa đường vân rõ ràng là có từng cái một chủng tộc chẳng chịt tối thiểu là có trên trăm loại tộc bộ dáng minh khắc ở phía trên tiêu thiên đi theo tử nhược yên đồng dạng là tiến đến tò mò quan sát phía trên đây màu vàng mới thể nhân tộc bộ dáng cũng tại phía trên không biết vì sao khi tử nhược yên tỉ mỉ đưa mắt nhìn phía trên màu vàng mới thể lại phát hiện nhân tộc bộ dáng lạc ấn có người xuất hiện ong ong bốn phía thời không phảng phất là đang lưu chuyển kia màu vàng mới thể bên trên quang mang lấp lóe màu vàng mới thể sau đó bỗng nhiên hơi rung động người bề trên tộc thân ảnh bên trên lấp lóe quang mang có một bóng người đột ngột xuất hiện sau một khắc thân ảnh này phảng phất là vượt qua thời không trường hà từ lâu đời đi qua hướng đi tương lai trên đường thuận theo đi đến tử nhược yên trước mặt tiêu thiên thấy một màn này nhớ lại tử vong cấm khu hư không trong biển xét đồng dạng là có bóng người phảng phất từ đi qua đi tới hiện tại cùng mình sau một chiều vừa nghĩ đến đây tiêu thiên không tránh khỏi đem người dẫn đường lấy ra xem có thể hay không có cái gì đặc thù phản ứng quỷ dị một màn để cho bên cạnh lâm thủ thành đều là bị dọa giật mình màu vàng mới lĩnh hội phát sinh bậc này tình trạng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dẫn người qua đây chính là hy vọng tiêu thiên có biện pháp nào hay không giải quyết vấn đề ai có thể nghĩ đồng hành vị nữ đế này cư nhiên để cho màu vàng mới thể phát sinh bậc này biến hóa nhìn kỹ lại đây màu vàng mới trong cơ thể ngưng tụ nhân tộc nam tử bộ dáng cùng tử nhược yên cư nhiên là có chút giống nhau đối với lần này lâm thủ thành trong mắt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc có thể hay không có cái gì chuyển cơ hư huyễn nhân tộc thân ảnh đồng dạng là nhìn tử nhược yên thân sắc hiền hòa phảng phất là nhìn đến vãn bối một dạng được nhân tộc hư ảnh nhìn tử nhược yên bỗng nhiên cười lên nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt trong lúc lơ đảng phẩy một cái nhìn thấy bên cạnh sát bên tử nhược yên tiêu thiên nhìn hai người bộ dáng rất là thân mật, cái nhân tộc này hư ảnh tựa hồ còn muốn mở miệng lại nhìn thấy tiêu thiên gánh vác đao, hư ảnh ngẩn ra trợn to hai mắt, đao, đao từ đâu tới? lúc nói chuyện hư ảnh này khó khăn lắp ba lắp bắp trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. tiêu thiên ngược lại bất ngờ cầm trong tay người dẫn đường để ngang trước mặt to mò nhìn trước mặt hư ảnh hạng người đối phương vậy mà nhận thức trong tay đao này vậy mà Hư ảnh lần nữa sau khi kinh ngạc, phảng phất nghĩ đến cái gì, cười lên, ha ha. Dập đầu nói lắp mong nhân tộc hư ảnh, hiệu quả sau đó bỗng nhiên đi tới Tử Nhược Yên trước mặt, vươn tay ra đột nhiên một chút. Hướng theo nhân tộc hư ảnh như vậy nhẹ nhẹ một chút, Tử Nhược Yên toàn thân chấn động. Đến lúc cái nhân tộc này hư ảnh nam tử thu tay về đến, Tử Nhược Yên trên trán đã hiện ra một đạo màu vàng đường vân, giống như kim văn huy hiệu cái chán hiển hiện ra đây màu vàng huy hiệu sau đó cực kỳ tinh khiết đế hoàng ý chí lần nữa từ từ nhược yên thể nội phun trào mà ra không chỉ như thế đây đế hoàng ý chí càng là hóa thành tinh khiết cường hãn chín cái màu vàng thần long quanh quẩn tại tử nhược yên thân thể bốn phía làm nổi lên hắn cực kỳ tôn quý tự giải quyết sau đó nhân tộc hư ảnh lúc này mới buông lỏng lại hai lòng gật đầu hơn nữa hướng phía tiêu thiên xem ra chém vừa nói nhân tộc hư ảnh là chỉ rồi chỉ mình sau đó, lại chỉ đến Tiêu Thiên trong tay người dẫn đường, phun ra một chữ, "Đôi." Tiêu Thiên nhíu mày, thân thể hơi ngửa về sau, nhìn người trước mặt vị hư ảnh, hoài nghi đối phương có phải là có tật xấu hay không. Em đẹp, cư nhiên để cho mình dùng đao chém đối phương, bạch. Lôi Đình chợt hiện, Tiêu Thiên một đao này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là lướt qua người trước mặt tộc hư ảnh, trực tiếp đem chém thành hai nửa. Hắc hắc, hư ảnh sắp tan vỡ tiêu tán trước, hướng về phía Tiêu Thiên hắc hắc không ngừng cười, mặt đầy thỏa mãn nhìn đến tiêu thiên quái lạ người này không phải có khuyết điểm đi xa xôi không cũng biết chi địa một người tộc bỗng nhiên là thức tỉnh đến mở hai mắt ra ha 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 thức tỉnh nhân tộc bỗng nhiên cười như điên kinh động bên người mấy người kinh ngạc hướng phía hắn phương hướng nhìn tới không biết đang yên đang lành hắn bỗng nhiên phát cái gì thần kinh ngươi cười cái gì bên cạnh một người cau mày cái nhân tộc này nhếch miệng cười đột nhiên thân thể chấn động mơ hồ có lôi đình chi lực nổi lên trong phút chốc xa xa vô tận tinh không bên trong một cái tản ra nhiệt độ nóng bỏng đại nhật viêm tinh và rất nhiều tinh thần bị lôi đình chi lực dẫn dắt mà tới phảng phất lôi đình này có vô hình chi thủ đem các loại trong tinh không thiên thể hấp dẫn qua đây đây không phải là trí cao thần phạt thiên kiếp lôi đình chi lực sao ngươi làm sao người kia nhìn lôi đình này lực lượng sợ hết hồn cái nhân tộc này cất tiếng cười to ta còn kỳ quái kia cái thằng dám thí đao làm sao mất rồi còn sống chết không chịu nói ra nguyên nhân chỉ là yên lặng tìm người tạo tân đao ta cuối cùng tính toán rõ ràng rồi nhìn thấy cái nhân tộc này đứng dậy chính là chuẩn bị rời khỏi hắn vội vã hỏi ngươi làm gì sao đi cười nhạo hắn đi cái nhân tộc này cất tiếng cười to hung hăng trào phúng hình cầu nội thất bên trong cả đám đều là biểu tình giật mình nhìn đến tiêu thiên tử nhược yên đi đến phu quân mình bên cạnh theo hắn hướng phía phía trước nhìn đến trầm mặc rất lâu ngươi thật bổ a à, thật lâu tử nhược yên mới mở miệng Tiêu Thiên gật đầu một cái, trong tay người dẫn đường là kéo rồi cái đao hoa, mười phần xoáy khí thu vào hệ thống không gian, vậy dĩ nhiên, người ta chủ động yêu cầu sao? Từ Nhược Yên xoa chán một cái, bị Tiêu Thiên nơi này nơi đương nhiên trả lời, chỉ có chút không phản bác được. Loại chuyện này, không phải đơn giản người khác nói cái gì, ngươi thì làm cái đó nha. Dẫu gì, hỏi thêm đôi câu mà nói, rõ ràng là theo đến quỷ dị tình huống, có quan hệ lớn hết sức. Lâm Thủ Thành đồng dạng là ngây người như phỗng, ý nghĩ của hắn cùng Tử Nhược Yên giống nhau như đúc. Hư ảnh kia từ chấn thủ ấn bên trong đi ra, nhất định có chút liên hệ, làm sao có thể cứ như vậy một đao cho chém không có. Nhìn bọn hắn hoảng hốt ánh mắt, Tiêu Thiên tự nhiên rõ ràng bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Liên tính không chém một đao kia, vừa mới hư ảnh kia, cũng duy trì không được bao lâu. Tiêu Thiên nói đến đây, ánh mắt quét nhìn bốn phía, đam chiêu, đi qua tồn tại, duy trì không rất lâu. Trong đầu của hắn đã nổi lên từ hệ thống vượng tài tiếng nhắc nhở. Từ hệ thống vượng tài chỗ đó, Tiêu Thiên đã rõ ràng mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Nhược Yên nghe Tiêu Thiên nói như vậy, có chút hiếu kỳ, "Tiêu Lang Quân, ngươi biết hư ảnh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Bên cạnh Lâm Thủ Thành cùng Lâm Bát Vân cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Thiên. Vừa mới nhân tộc kia hư ảnh đã từng tới nơi này, cho nên tại quá khứ thời gian như vậy, hắn đã từng tồn tại qua chúng ta hẳn đúng là xúc động cái gì để cho hắn biết cảm giác cho nên hấp dẫn hắn lợi dụng đi qua tồn tại ngắn ngủi hiện ra ở nơi này tiêu thiên nói đến nơi này nghĩ tới mình người dẫn đường hắn ban đầu đến hư không lôi hải nhất định là xúc động cái hư ảnh này đối phương đi qua ở đó trong biển sách cầu khẩn sinh hoạt qua tự nhiên có quá khứ tồn tại đoán chừng là dùng biện pháp như thế dùng qua đi tồn tại hiện ra mà ra nghĩ tới đây tiêu thiên đã minh bạch vừa mới nhân tộc hư ảnh nhất định là nhận thức ban đầu cùng mình so qua một chiêu hư ảnh đối phương lợi dụng đi qua tồn tại hiển hiện ra binh khí của hắn đồng dạng xuất hiện kết quả bị mình giành được thủ đoạn này mơ hồ vô cùng kết quả cũng không an toàn ổn thỏa sao tiêu thiên nhếch mép một cái không để ý lắm tiêu thiên không để ý lắm có thể từ nhược yên bọn hắn đã hoàn toàn nghe choáng váng bởi vì đi qua đã tới cho nên lợi dụng đã từng tồn tại qua hiện ra mà ra đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn quả thực là thao túng không gian thời gian cường hãn khủng bố a à. từ nhược yên lập tức là lo lắng vô cùng hướng phía tiêu thiên phương hướng nhìn đến mặc dù là đối phương yêu cầu nhưng ngươi cuối cùng là một đao xóa đi qua tồn tại hiện ra người. nàng mười phần lo lắng vạn nhất tiêu thiên trêu chọc đến như vậy cường giả có thể hay không xảy ra chuyện gì yên tâm đi nhân tộc kia hư ảnh mặc dù không biết vì sao nhưng cùng ngươi tựa hồ có căn nguyên Tiêu Thiên nói, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương trên trán kim ấn, cho dù có sự tình, không phải có bệ hạ dựa theo ta sao. Hy vọng có thể như thế chứ, ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh người. Từ Nhược Yên nhẹ giọng mở miệng, chuyển thân đối mặt với Tiêu Thiên, giúp đối phương sửa sang một chút tóc để nguyên quần áo phục. Bên cạnh Lâm Bát Vân cùng Lâm Thủ Thành cứ như vậy lặng lẽ đứng ở bên cạnh, nhìn hai người tình yêu đẹp đẽ. Nói chính xác là đại viêm nữ đế tử Nhược Yên ngang ngược chiếu cố đến Tiêu Thiên. Cứ việc Tiêu Thiên đã cho thấy tuyệt vọng thực lực, nhưng từ về tình cảm vẫn là Tử Nhược Yên chiếu cố Tiêu Thiên. Lấy duy nhất thuộc về chính nàng đặc thù dịu dàng, chiếu cố Tiêu Thiên tâm cảnh. Cho dù ai nhìn thấy cũng phải cảm khái một tiếng, hết, đây cơm chùa, như thường ăn cứng rắn. Trấn an được rồi Tiêu Thiên sau đó, Tử Nhược Yên xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Lâm Thủ Thành, bây giờ có thể hay không nói một chút, ngươi đến cùng cần hảo giúp một tay là cái gì? cứ việc sự tình rất rõ ràng, chính là đi theo màu vàng mới thể có quan hệ, nhưng cụ thể vẫn là phải hiểu một ít. Nói tới đây, Tử Nhược Yên lại nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thiên, căn dặn lên tiếng, Tiêu Làng Quân, nếu là ngươi không muốn, cũng không cần cưỡng ép đáp ứng, chúng ta cũng không nợ người, không có gì chuyện ắt phải làm. Nghe lời ngươi, Tiêu Thiên mang theo nụ cười, hướng phía Tử Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, liên cùng đối phương như vậy theo sát. Thả lỏng, không muốn chuyện. Mọi việc giao cho nhà mình lão bà đại nhân làm chủ, không phải nhẹ nhàng thoải mái, thơm ngào ngạt. Bất quá, Tiêu Thiên hít sâu một cái, lần nữa tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Cùng người khác bất đồng. Toàn bộ linh năng thần tộc chỗ ở chấn thủ vực, thân thể của mình hấp thu lực lượng, đều hết sức tinh khiết, chỉ có kia nhẹ nhàng cảm giác. Đi qua ở thế giới bên trong, hấp thu kia một tia lực lượng cuồng bạo, đều không có xuất hiện qua. Lâm Thủ Thành nghe từ Nhược Yên mà nói, biết rõ trước mặt vị nữ đế này, khó mà nói, nhưng mà, thu liễm tâm tình lâm thủ thành thần sắc trịnh trọng giọng điệu chân thành mở miệng căn cứ vào trong tộc truyền thừa ghi chép cái này gọi là chấn thủ ấn nói đến chỗ này hắn ngẩng đầu lên hướng phía vùng trời lơ lửng màu vàng mới thể chậm rãi lên tiếng lúc trước kia 12 cái màu trắng mới thể chẳng qua chỉ là che giấu tai mắt người chi dụng nơi này mới thật sự là chấn thủ vực chỗ hạch tâm chấn thủ ấn tác dụng chính là duy trì thế giới bức tường ngăn cản để cho dấu võ hỗn độn vũ trụ bên kia không thể ung dung đánh vào chúng ta bên này Nói tới đây Lâm Thủ Thành chỉ đến vùng trời chấn thủ ấn, một khi chấn thủ ấn ra sự tình mà nói, thế giới bức tường ngăn cản tiêu tán mà ai, để cho dấu võ bên kia không trở ngại chút nào tấn công, chúng ta bên này căn bản không có bao lớn phần thắng. Đề cập đến nơi này, Lâm Thủ Thành cũng là chỉ về đằng trước, kia chấn thủ ấn chỗ ở khu vực trước có một cái không gian vết nứt. Bên kia, chấn thủ in lại lực lượng đang không ngừng chống cự vết nứt không gian nội lực số lượng tồn tại cái này chính là đối phương xé rách chi lực giải rác thế giới bức tường ngăn cản các nơi một khi để cho xé rách chi lực ngang dọc mà nói thế giới bức tường ngăn cản liền sẽ hoàn toàn sụp đổ chúng ta tàng linh sẽ không giữ lại chút nào bại lộ ở trước mặt đối phương chỉ có chấn thủ ấn tồn tại có thể chống cự không gian này tê liệt lực lượng nói tới đây thời điểm lâm thủ thành tại ngửa đầu hướng phía bốn phía này chút ít màu trắng huỳnh quang nhìn đến biết rõ những này bạch quang là cái gì không kỳ thực đều là chúng ta linh năng thần tộc sinh mà sáng lên, chết mất. Biết rõ vì sao chấn thủ ấn lực lượng có thể kiên trì lâu như vậy sao? Cũng là bởi vì, cho chấn thủ ấn cung cấp lực lượng lực lượng cội nguồn, chính là thứ 94 chấn thủ vực tất cả linh năng thần tộc. Nói đến nơi này, Lâm Thủ Thành ánh mắt sáng rực nhìn đến trước mặt cùng tiêu thiên, chúng ta toàn tộc tính mạng đều là cùng chấn thủ ấn liên hệ với nhau. Khắc ở, linh năng thần tộc liền tại. Ấn vỡ, linh năng thần tộc liền diệt. Lâm Thủ Thành nói đến nơi này, sắc mặt nặng nề nhìn đến kia màu vàng chấn thủ ấn, mà hôm nay chấn thủ ấn suýt không chịu nổi. Ấn phá, chúng ta nhất tộc sẽ triệt để diệt vong, đến đây là hết tập 353 rồi. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Bắt đầu tập 354 nha. Lâm Thủ Thành giọng điệu rất trầm trọng, hai tay không tự chủ được siết chặt. Bên cạnh Lâm Bát Vân, nghe thấy lời của cha, trên mặt cũng toát ra vẻ khiếp sợ hắn hiển nhiên không muốn đến trong đó còn có loại chuyện này lúc trước lợi dụng năng lực mình phân hóa hóa thân rời khỏi tìm kiếm cái khác chấn thủ vực là tìm đến kia trắng như tuyết mới thể không ngừng nhuộm đen biện pháp bọn hắn chấn thủ vực khả năng muốn không chịu nổi nhưng phụ thân chưa bao giờ cùng mình nói qua bọn hắn nhất tộc thậm chí có nguy cơ diệt tộc nghe thấy phụ thân cùng tử nhược yên nói rõ sau đó tay đều ở đây hơi phát run một khắc này, Lâm Bát Vân lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến vùng trời này chút ít huỳnh quang thời điểm, biểu tình đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước đến xem thời điểm, còn cảm thấy hết sức xinh đẹp. Nhưng biết rõ những thứ này đều là bọn hắn nhất tộc tánh mạng thời điểm, ngược lại cảm thấy vô cùng thê thảm. "Phụ hoàng, chúng ta nhất tộc mỗi tháng một ngày thời kỳ suy yếu, đều là cùng cái này có quan hệ sao?" Lâm Bát Vân hít sâu một cái, nhìn đến Lâm thủ thành. "Linh năng thần tộc có thời kỳ suy yếu, mỗi người suy yếu ngày cũng không giống nhau." đến mỗi suy yếu mấy ngày gần đây trước khi thời điểm linh năng thần tộc đều sẽ tứ chi vô lực phảng phất cả người lực lượng bị rút sạch một dạng đi qua lâm bát vân mười phần ngây thơ cho rằng đây là bọn hắn linh năng thần tộc nhất tộc thiên phú đại giới nhưng hắn thật không nghĩ tới chân tướng của sự tình vậy mà tàn khốc như thế suy yếu ngày thuần túy là bởi vì bọn họ lực lượng bị đây chấn thủ ấn rút đi dùng để bảo hộ tàng linh hỗn độn vũ trụ khó trách tộc nhân suy yếu ngày trong vòng một tháng một ngày kia đều có thậm chí bị rút lấy lực lượng thời gian cũng không quá xác định. Chỉ là mỗi lần bị rút lấy lực lượng trước đều sẽ có một cái trước thời hạn lòng rung động cảm giác với tư cách báo động. Lâm Bát Vân ban đầu phân thân cùng tộc nhân bị bắt cũng là bởi vì hắn suy yếu mấy ngày gần đây đến. Nhắc tới cũng coi là hắn xui xẻo, mình mang theo đây một nhóm tộc nhân đều còn chưa phân tán ra, đi tìm cái khác chấn thủ vực tung tích, liền bị một lưới bắt hết rồi đặc biệt là bọn hắn nhất tộc thiên phú bại lộ sau đó linh linh tán tán đi ra tìm cái khác chấn thủ vực tộc nhân đều là bị bắt cầm nhất tộc tính mạng toàn ở chấn thủ hôn lên sao từ nhược yên nhẹ giọng nỉ non cũng không biết vì sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm như thế xem ra mà nói các ngươi linh năng thần tộc cũng không phải là chấn thủ nhất tộc a tiêu thiên lúc này bỗng nhiên mở miệng biểu tình kỳ quái nhìn lâm thủ thành tiêu lang quân từ nhược yên nhìn tiêu thiên không biết hắn vì sao nói như vậy Tiêu Thiên nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh trấn thủ ấn, từ vụ chi địa súm lại tại đây để các ngươi không cần lo lắng ngoại nhân xâm nhiễu. Các ngươi chỉ cần an tâm ở cái địa phương này sinh hoạt, lợi dụng sức của chính mình để cho trấn thủ ấn Trấn áp mảnh không gian này kẽ hở xé nát chi lực, để cho cái này không gian lực lượng không muốn tiêu tán, ảnh hưởng thế giới bức tường ngăn cản vững chắc. Nhưng mà, đây kỳ thực chính là một cái lồng giam sao. Đem các ngươi linh năng thần tộc đều giới hạn tại chấn này thủ vực bên trong, sinh tử buộc chặt tại chấn thủ y lại, không xác định một ngày kia suy yếu ngày dễ dàng xảy ra chuyện đợi tại chấn thủ vực an toàn nhất chính là một cái tự nhiên lồng sắt đem các ngươi kẻ chết ở chỗ này mặt các ngươi linh năng thần tộc cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại chấn thủ vực bên trong dùng cả đời đi chống đỡ chấn thủ ấn a à, không chỉ là lồng giam càng giống như là để các ngươi nhất tộc ở cái địa phương này trục tội tiêu thiên nói chuyển thân nhìn đến vùng trời chấn thủ ấn để các ngươi linh năng thần tộc đời đời kiếp kiếp tại chấn này thủ vực bên trong tên là chấn thủ thật là trấn áp tiêu thiên mà nói giống như sấm sét giữa trời quang một dạng nổ vang tại lâm bát vân bộ não bên trong hắn nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân lâm thủ thành biểu tình đồng dạng chấn động hai tay khẽ run kỳ thực đối với tiêu thiên thuyết pháp này phụ hoàng trước khi chết tại tại đây cùng mình nói qua lúc đó trấn thủ ấn đã bắt đầu hiện ra thế yếu lâm thủ thành nhớ mình phụ hoàng vì tộc nhân tính mạng hiến tế mình phụ hoàng ban đầu suy đoán chính là bọn hắn nhất tộc khả năng tại chuộc tội có lẽ căn nguyên chính là bọn hắn linh năng thần tộc đứt đoạn kia một đời chuyện xảy ra. Nguyên lai là loại cảm giác này, khó trách lúc trước cảm thấy không đúng. Từ Nhược Yên cũng là cảm thấy Tiêu Thiên lời này mười phần có đạo lý. Rốt cuộc là Tiêu Lang Quân nhanh như vậy kịp phản ứng. Từ Nhược Yên suy nghĩ một chút, nói không chừng là bởi vì Tiêu Thiên thường xuyên làm loại chuyện này, bắt địch nhân nhốt lại để bọn hắn trục tội làm việc. Loại này sở trường cũ, hắn dĩ nhiên là hiểu rõ không thôi. Lồng giam, Lâm Thủ Thành thở khẽ giọng điệu, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên, Tiêu Đại Nhân, mặc kệ chúng ta linh năng thần tộc có phải là hay không bị chấn áp ở chỗ này. Nhưng ít ra đây chấn thủ ấn, không chỉ quan hệ đến chúng ta nhất tộc tính mạng, cùng quan hệ đến trực tiếp bức tường ngăn cản, quan hệ đến toàn bộ tàng linh. Ta nhi tử này như thế tin tưởng Đại Nhân, nhất định là ngài có biện pháp giải quyết nguy cơ, phanh. Lâm Thủ Thành lần nữa quỳ xuống, hướng phía Tiêu Thiên khẩn cầu. Vô luận bực nào đại giới, ta đều nguyện ý bỏ ra, chỉ hy vọng tộc nhân có thể bình yên vô sự có lẽ chúng ta nhất tộc đi qua phạm phải cực lớn sai lầm nhưng hôm nay từng đời từng đời này xuống đều là người vô tội à từ nhược yên ở bên cạnh chính là khẽ gật đầu một cái vô tội không khỏi cô không phải chúng ta định đoạt các người linh năng thần tộc đi qua đến cùng phạm không phạm sai lầm cũng không phải chúng ta tại đây đoán đi ra không tồi tiêu thiên cũng đi theo gật đầu nhìn trước mặt lâm thủ thành vạn nhất các người nhất tộc kỳ thực là bị người xấu cố ý giam lại tại đây gánh vác đầy này Tử Nhược Yên nghe thấy đây kỳ quái từ ngữ, nhìn về phía Tiêu Thiên, gánh vác. Tiêu Thiên trả lời, chính là gánh tội thay y tứ. Lâm Bát Vân bên này cũng quỳ theo bên dưới, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên, Tiêu Đại Nhân, chúng ta nhất tộc cùng ngài không quen không biết, cưỡng ép cầu ngài xuất thủ, dĩ nhiên là không ổn. Nhưng ngài cũng biết, chúng ta nhất tộc thiên phú chắc tuyệt, điều chỉnh linh khí càng là không lời nói, riêng một góc trời. Liền như bệ hạ từng nói, xin ngài xuất thủ, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn vậy sao liền một mệnh đổi một mạng lâm bát vân nói đến đây ánh mắt kiên định ngài cứu chúng ta toàn tộc tính mạng chúng ta toàn tộc đem mệnh giao cho ngài đồng giá trao đổi vừa nói lâm bát vân ánh mắt sáng rực tiêu thiên ngược lại không có lên tiếng âm thanh tâm lý cảm thấy cái này rất có lời a à. cứu người vốn là việc thiện hù chi người ta dùng mạng mua mạng thành ý tràn đầy a à. về phần làm xong chuyện sau đó đối phương sẽ làm phản hay không hối a à, hắn tiêu thiên sẽ sợ người đổi ý Yên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thiên xoay đầu lại, hướng phía Tử Nhược Yên hỏi thăm. Trước mắt bậc này xưng hô, Tiêu Thiên liền đem đối phương xem như thê tử đến thương lượng. Vẫn phải là xác định tính nguy hiểm thế nào, nếu là ngươi xuất thủ sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương, cũng đừng qua loa mạo hiểm. Tử Nhược Yên nhìn Tiêu Thiên, vẫn là nguyên bản thái độ. Mọi thứ, lấy Tiêu Thiên làm trung tâm. Lâm Thủ Thành nhìn Tử Nhược Yên lời này, tâm lý cổ quái. Nữ đế này, thật là đau lòng nam nhân mình a. À ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý đi, chính là Lâm Thủ Thành thầm nghĩ đến, nghiêng đầu như vậy vừa nhìn liền phát hiện Tiêu Thiên không biết lúc nào đã trôi giạt đến kia chấn thủ ấn phía trước, càng là trực tiếp lay đến vết nứt không gian kia ranh giới, duỗi cái đầu hướng phía bên trong nhìn, một màn này trực tiếp bị dọa sợ đến hắn hồn phi phách tán. Tiêu đại nhân lại cẩn thận a, à, không gian kia xé rách chi lực chính là có thể đem thế giới bức tường ngăn cản đều xé nát tồn tại nếu không phải là bọn hắn linh năng thần tộc nhất tộc lực lượng mặc kệ cung cấp mà nói đây chấn thủ ấn căn bản không chịu nổi mặc dù như thế trải qua vô cùng tuế nguyệt sau đó chấn thủ in lại đều đã hiện ra vết nứt đến lúc này đã đem thân thể thò ra đi tiêu thiên cẩn thận quan sát phát hiện vết rách sau lưng mờ mịt vô cùng căn bản là không thấy rõ đồ vật bốn phía cuồng loạn mà đến xé rách không gian chi lực không ngừng đánh vào trên đầu của hắn keng 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 trong chẻo vang dội tiếng đánh không ngừng xuất hiện nhưng những này không gian xé rách chi lực căn bản không thể cho tiêu thiên tạo thành bất kỳ tổn thương thật là làm cho đầu hắn rung động một cái đều không biện pháp làm được đây bên ngoài thật là tối a à, không nhìn rõ thứ gì tiêu thiên thu hồi đầu đưa tay chỉnh sửa một chút bị không gian xé rách chi lực làm loạn kiểu tóc đứng tại bên kia lâm thủ thành trợn to cặp mắt mình không thể tin nhìn người không có sao một dạng tiêu thiên cái quỷ gì không gian kia xé rách chi lực, cho dù là mình cái này 25 giai nháy mắt không cảnh, đều phải bị trong nháy mắt xé nát. Thậm chí tới gần kẽ hở địa giới, bởi vì không gian ba động quá mức kịch liệt, hắn liền nháy mắt không loại chuyện này đều không làm được. Nếu mà tùy tiện tiếp xúc không gian kia xé rách chi lực, hắn cũng có bị trong nháy mắt xé nát. Có thể tiêu thiên làm cái gì? Đem đầu đưa tới nhìn. Đây là người sao? Rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra quái vật, không thể tưởng tượng nổi ngay tại lâm thủ thành rung động trong lòng suy tư thời điểm phía trước lại lần nữa truyền đến tiêu thiên lời nói như đã nói qua chấn này thủ ấn vì sao không trực tiếp chặn lại cái này vết rách nhất định phải tung bay ở nơi này đây vừa nói tiêu thiên tò mò đánh giá phía trước chấn thủ ấn tiếp tục tiêu thiên chính là vươn tay ra tiến lên ôm kia chấn thủ ấn chấn thủ ấn khoảng chừng một gian phòng ốc lớn như vậy xoay chầm chậm đấy tiêu thiên lời này lâm thủ thành trợn to cặp mắt vốn là muốn đi vào ngăn cản Chấn thủ ấn không chỉ là trọng, phía trên còn liên lạc bọn hắn nhất tộc. Đây liền đại biểu, toàn bộ chấn thủ ấn liền đại biểu bọn hắn nhất tộc toàn bộ lực lượng. Mà bọn hắn linh năng thần tộc, cổ thần tộc nhất mạch, đây thứ 94 chấn thủ vực tụ họp lực lượng chấn thủ ấn. Bị Tiêu Thiên dễ như trở bàn tay bế lên, sau đó cầm tới hướng vết nứt không gian kia vị trí đi cứng rắn nhét. Một khắc này, Lâm Thủ Thành há hốc miệng, cầm cũng sắp muốn té trên mặt đất rồi nhìn chấn thủ ấn bị tiêu thiên cùng món đồ chơi một dạng cầm lấy loay hoay nghĩ biện pháp đi đến trong cái khay nhét cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không vì sao đây rốt cuộc là làm sao làm được tiêu lang quân đổi một góc độ ngươi sắp xếp một hồi xem đúng ngươi hướng bên trái chuyển một chút lâm thủ thành lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tử nhược yên hít sâu một cái ngươi còn chỉ huy nữa rồi a à, vị nữ đế này vậy làm sao nhìn cũng không được a à? Tiêu đại nhân, chúng ta nhất tộc vấn đề lớn nhất không chỉ là chấn thủ ấn nếu không gánh được không gian này xé rách chi lực, càng là chấn thủ ấn muốn. Vỡ vụn, rắc rắc, Lâm Thủ Thành lời còn chưa nói hết, chấn thủ in lại mặt đã hiện ra một tia vết nứt đến. Nha 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 y, Lâm Thủ Thành tại chỗ là bị bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, muốn xông lên, có thể nhìn đến kia một khối phạm vi cuồng loạn không gian xé rách chi lực, lại không dám động. Hắn đã bị hù dọa muốn khóc lên, lời nói không có mạch lạc phía sau lâm bát vân càng là hít một hơi lãnh khí lòng khẩn trương lập tức là treo lên hai tay khẽ run hắn đều đang nghĩ và nhất tiêu đại nhân sơ ý một chút đem bọn họ nhất tộc tiêu diệt chuyện này là tốt rồi chơi lâm thủ thành nhìn trước mặt tiêu thiên đã sắc mặt trắng bệch hắn xem như biết rõ vì sao nhi tử đối với cái này tiêu thiên như thế ký thác kỳ vọng tại sao tôn kính như vậy đem hắn xem như chúa cứu thế quá mạnh mẽ hơn nữa loại cường đại này mười phần trực quan phi thường có lực trùng kích chỉ là nhìn hắn làm ra hành vi liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính là hành vi thượng hạng giống như có một chút nguy hiểm cảm giác bọn hắn linh năng thần tộc nhất tộc tại diệt tộc danh giới đang qua lại giò xét nhìn lâm thủ thành cùng lâm bát vân bị dọa như thế tiêu thiên cũng là ngại ngùng cười cười đem vật cầm trong tay chấn thủ ấn thả xuống sau đó xoay người lại nhìn đến sau lưng đây nứt ra không gian chủ nhân không gian xé rách chi lực tiêu tán đi ra sau đó sẽ chấn động khu vực này Căn cứ vào phân tích, loại này tê liệt không gian chi lực, sẽ trùng kích thế giới bức tường ngăn cản. Tiêu thiên trước mắt, hệ thống giao diện nổi lên đến, nho nhỏ tóc phấn nữ bộc nương, một bên giải thích, một bên vẫy tay điều chỉnh ra một cái mô phỏng hình ảnh. Tại cái này mô phỏng hình ảnh bên trên, to lớn thế giới bức tường ngăn cản hiện ra ở bên kia. Đồng thời, đánh dấu đi ra thứ 94 chấn thủ vực chỗ ở khu vực khoảng cách thế giới bức tường ngăn cản không tính đặc biệt gần chỉ khi nào có không gian xé rách chi lực tàn mát ra từ nơi này khu vực góc độ trùng kích thế giới bức tường ngăn cản chính là có thể bao phủ lớn nhất phạm vi chủ nhân mời ngài nhìn dựa theo phân tích suy đoán những chỗ này tương ứng là cái khác chấn thủ vực nơi ở một khi chấn thủ vực toàn tuyến mất đi hiệu lực mà nói như vậy thế giới bức tường ngăn cản liền sẽ triệt để sụp đổ tóc phấn nữ bộc nương lần nữa đưa tay tỏ ý tiêu thiên trước mặt lập thể hình ảnh lần nữa thay đổi lộ ra kết quả nga thông suốt Tiêu Thiên trong tâm tấm tác có tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mặt vết nứt không gian, xem ra cái này vết nứt không bổ sung không được a. À. Tại Tiêu Thiên trong mắt loại này phân tranh chém giết, khổ đều là người bình thường, đều là kiếm sống bách tính. Thế gian nhiều khổ nạn, có thể ít một chút thì ít một ít. Vừa nói, Tiêu Thiên chính là đưa tay đi đem vết nứt không gian danh giới kéo một cái, kia nứt ra không gian, phẳng phất như là một tấm bố trí một dạng, bị Tiêu Thiên mạnh mẽ dính vào nhau, khôi phục như sơ vết nứt không gian biến mất, toàn bộ hình cầu nội thất không gian bên trong lúc trước chấn động tiếng ông ông đã biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. chân thủ yên lại cũng sẽ không phát ra đặc biệt gì động tĩnh và tiếng vang, chỉ là yên lặng ở đó xoay chậm chậm. phảng phất mọi thứ đã giải quyết thỏa đáng. thành lâm thủ thành nhìn một màn này trên mặt để lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. đã vậy còn quá đơn giản, không đúng, nói chính xác pháp là đối với tiêu thiên lại nói đã vậy còn quá đơn giản. Chẳng qua chỉ là đưa tay đem không gian này vết nứt kéo một cái, liên hợp lại xong sao. Quả thực quá dễ dàng đi, căn bản là giống như là bóp bùn một dạng, tùy ý vô cùng. Phanh, ngay tại tiêu thiên quay lưng lại, chuẩn bị nói giải quyết thời điểm. Sau lưng nguyên bản bằng phẳng hoàn hảo không gian, đột nhiên là phá tan đến, uy năng bất phàm không gian xé rách chi lực, lần nữa đánh sâu vào đi ra, hung hăng ăn mòn tại tiêu thiên trên thân. Lai động tiêu thiên tóc dài bay lượn mà sắc mặt của hắn cũng là sụ xuống vừa mới còn chuẩn bị thổi phồng hai lần, ung dung tự giải quyết. Kết quả đánh mặt đến nhanh như vậy. Tiêu Thiên híp cặp mắt, bỗng nhiên là xoay người lại, vươn tay ra chợt thuận theo không gian này vết nứt kéo một cái. Cờ rắc, vết nứt không gian đột nhiên mở rộng, càng nhiều hơn không gian xé rách chi lực tràn vào. Tiêu Thiên sắc mặt âm u, ngưng mắt nhìn phía trước không có vật gì hắc ám. Cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Đến đây là hết tập 354 rồi nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà